Thiện tài thưa, bạch Đức Thánh, cảnh giới của vô thắng tràng giải thoát như thế nào? Lúc đó Tỳ mục Cù Sa Tiên Nhân liền giơ tay hữu xoa đầu thiện tài, cầm tay thiện tài. Thiện tài liền thấy mình đến trong mười Phật sát di trần số thế giới mười phương, chỗ của mười Phật sát di trần số thế giới chư Phật. Thấy chư Phật và chúng hội cùng Phật độ trang nghiêm thanh tịnh, lại nghe chư Phật tùy sở thích của các chúng sanh mà thuyết pháp. Mỗi câu mỗi văn đều thông đạt cả, đều riêng thọ trì không tạp loạn. Cũng biết Đức Phật đó dùng những tri giải tịnh trị các nguyện, cũng biết chư Phật đó dùng thanh tịnh nguyện thành tựu các lực, cũng thấy chư Phật đó tùy chúng sanh tâm mà hiện sắc tướng, cũng thấy chư Phật đó lưới đại quang minh nhiều màu sắc thanh tịnh viên mãn, cũng biết chư Phật đó trí huệ vô ngại sức đại quang minh. Thiện tài lại tự thấy mình ở chỗ chư Phật qua một ngày đêm, hoặc bảy ngày đêm, nửa tháng, một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, hoặc trải qua ước năm, hoặc Ayuda ước năm, hoặc Nayotha ước năm, hoặc trải qua nửa kiếp, hoặc một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp, nhận đến bất khả thuyết Phật sát di trần số kiếp. Nhờ Bồ Tát Vô Thắng Tràng giải thoát trí quang minh chiếu đến, nên thiện tài đồng tử được Tỳ Lô Giá Na tạng tam muội quang minh. Nhờ vô tận trí giải thoát tam muội quang minh chiếu đến, nên thiện tài được Phổ Nhiếp Chư Phương Đà La Ni quang minh. Nhờ Kim Cang Luân Đà La Ni Môn quang minh chiếu đến, nên thiện tài được Cực Thanh Tịnh Trí Huệ Tâm tam muội quang minh. Nhờ Phổ Môn Trang Nghiêm Tạng Bát Nhã Ba La Mật quang minh chiếu đến, nên thiện tài được Phật Hư Không Tạng Luân tam muội quang minh. Nhờ Nhất Thiết Phật Pháp Luân tam muội quang minh chiếu đến, nên thiện tài được Tam Thế Vô Tận Trí tam muội quang minh. Bây giờ tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa buông tay thiện tài đồng tử, thiện tài liền tự thấy mình ở tại chỗ cũ. Tiên nhân bảo thiện tài: Này thiện nam tử, người có ghi nhớ chăng? Thiện tài thưa: Bạch dân, đây là do sức của Đức Thánh Thiện Tri Thức vậy. Tiên nhân nói: Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn Bồ Tát Vô Thắng Tràng giải thoát này, như chư đại Bồ Tát thành tựu tất cả tam muội thù thắng, được tự tại trong tất cả thời gian. Trong khoảng một niệm xuất sanh chư Phật vô lượng trí huệ, dùng đèn Phật trí làm trang nghiêm để chiếu khắp thế gian. Trong một niệm vào khắp cảnh giới tam thế, phân thân qua khắp cõi nước mười phương, trí thân vào khắp tất cả pháp giới, tùy theo tâm chúng sanh mà hiện ra trước họ, xem xét căn hành của họ để làm lợi ích, phóng tịnh quang minh rất đáng mến thích. Như thế ta làm sao biết được tất cả, nói được tất cả công đức hạnh đó, thù thắng nguyện đó, trang nghiêm độ đó, trí cảnh giới đó, tam muội cảnh giới đó, thần thông biến hóa đó, giải thoát du hí đó, thân tướng sai biệt đó, âm thanh thanh tịnh đó, trí huệ quang minh đó. Này thiện nam tử, phương nam này có một tụ lạc tên là Isana, có bà la môn tên là Thắng Nhiệt. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử vui mừng hớn hở đảnh lễ tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa, hữu nhiễu vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi qua phương nam. Bây giờ thiện tài đồng tử nhờ Bồ Tát Vô Thắng Tràng giải thoát chiếu đến, nên được trụ chư Phật Bất Tư Nghị thần lực, được chứng Bồ Tát Bất Tư Nghị giải thoát thần thông trí, được Bồ Tát Bất Tư Nghị tam muội trí quang minh, được tất cả thời gian quân tu tam muội trí quang minh, được biết rõ tất cả cảnh giới đều nương tưởng mà an trụ tam muội trí quang minh, được tất cả thế gian thù thắng trí quang minh, đều hiện thân mình ở tất cả chỗ, dùng trí cứu cánh nói pháp bình đẳng không hai không phân biệt, dùng trí sáng sạch chiếu khắp cảnh giới. Phàm những pháp được nghe đều có thể nhẫn thọ tin hiểu thanh tịnh. Nơi pháp tự tánh quyết định rõ ràng, tâm luôn chẳng bỏ Bồ Tát chịu hành, cần nhất thiết trí trọn không thối chuyển. Chứng được thập lực trí huệ quang minh, siêng cầu diệu pháp thường chẳng nhàm đủ, dùng chánh tu hành nhập Phật cảnh giới. Xuất sanh Bồ Tát vô lượng trang nghiêm, vô biên đại nguyện đều đã thanh tịnh,
dùng trí vô cùng tận mà biết vô biên thế giới võng, dùng tâm không khiếp nhược mà độ vô lượng chúng sanh hải, rõ vô biên công hạnh cảnh giới của Bồ Tát, thấy vô biên thế giới những thứ sai biệt, những thứ trang nghiêm, nhập vô biên thế giới những cảnh di tế, biết vô biên thế giới những danh hiệu, những ngôn ngữ, biết vô biên chúng sanh các tri giải, các công hạnh, các hạnh thành thục, những tưởng sai biệt. Thiện tài nghĩ tưởng thiện tri thức đồng thời đi dần đến tụ lạc Isana, thấy thắng nhiệt Bà La Môn tu những khổ hạnh cầu nhất thiết trí. Bốn phía đốt lửa ngọn cao như núi lớn, ở giữa có núi đao cao nhọn vô cực. Thắng nhiệt leo lên núi đao, nhảy vào đống lửa. Lúc đó thiện tài đến đảnh lễ chân thắng nhiệt mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin giảng giải cho tôi. Thắng nhiệt nói: Này thiện nam tử, nay ngươi có thể leo lên núi đao này, nhảy vào đống lửa này, thời những Bồ Tát hạnh sẽ được thanh tịnh. Lúc đó thiện tài nghĩ rằng, được thân người là khó, lìa các nạn là khó, được không nạn là khó, được tịnh pháp là khó, được gặp Phật là khó, đủ các căn là khó, nghe Phật pháp là khó, gặp người lành là khó, gặp chân thiệt tri thức là khó, thọ chánh giáo đúng lý là khó, được chánh mạng là khó, tùy pháp hành là khó. Đây phải chăng là ma, bị ma sai sử chăng? Phải chăng là đồ đảng hiểm ác của ma trá hiện tướng Bồ Tát thiện tri thức mà muốn làm chướng nạn cho thiện căn của tôi, muốn làm nạn thọ mạng để chướng sự tu hành đạo nhất thiết trí của tôi, muốn kéo tôi vào trong các ác đạo, muốn chướng pháp môn của tôi, chướng Phật pháp của tôi chăng? Lúc thiện tài suy nghĩ như vậy, 10.000 phạm thiên ở trên hư không bảo rằng: Này thiện nam tử, chớ nghĩ như vậy, chớ tưởng như vậy. Đức Thánh đây đã được kim cang chịm tam muội quang minh, phát đại tinh tấn độ các chúng sanh tâm không thối chuyển, muốn cạn tất cả biển tham ái, muốn triệt tất cả lưới tà kiến, muốn thiêu tất cả củi phiền não, muốn soi tất cả rừng mê lầm, muốn dứt tất cả điều lo sợ về vấn đề già chết, muốn hoại tất cả chướng tam thế, muốn phóng tất cả pháp quang minh. Này thiện nam tử, phạm thiên chúng tôi phần nhiều chấp tà kiến, đều tự cho mình là bậc tự tại, là đấng làm ra tất cả, là tối thắng trong thế gian. Khi thấy Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, lòng chúng tôi không còn mến luyến cung điện của mình, chẳng còn tham đắm các thiền định, cùng nhau đến chỗ Bà La Môn này. Bây giờ Bà La Môn này dùng sức thần thông hiển thị sự khổ hạnh lớn, vì chúng tôi mà thuyết pháp, có thể làm cho chúng tôi diệt tất cả sự chấp, trừ tất cả kiêu mạn, an trụ đại từ, thực hành đại bi, phát khởi tâm quảng đại, phát bồ đề tâm, thường thấy chư Phật, hằng nghe diệu pháp, ở tất cả chỗ tâm không chướng ngại. Lại có 10.000 chư ma ở trên hư không, đem thiên ma ni bửu rải trên mình Bà La Môn, mà bảo thiện tài đồng tử rằng: Này thiện nam tử, lúc Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, ánh sáng của lửa chiếu khuất chúng tôi, cung điện và những đồ trang nghiêm của chúng tôi đều như đóng mực đen, làm cho chúng tôi không còn mến luyến. Chúng tôi cùng quyến thuộc đến chỗ Bà La Môn, Đức Thánh này nói pháp cho chúng tôi, làm cho chúng tôi và vô lượng thiên tử cùng vô lượng thiên nữ đều chẳng thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Lại có 10.000 tự tại thiên vương ở trên hư không rải thiên hoa nói rằng: Này thiện nam tử, lúc Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, ánh sáng của lửa này chiếu khuất chúng tôi, bao nhiêu cung điện và đồ trang nghiêm đều tối như đóng mực, làm cho chúng tôi không còn mến luyến, bèn cùng quyến thuộc đến chỗ Bà La Môn. Đức Thánh này vì chúng tôi mà thuyết pháp, làm cho chúng tôi được tự tại nơi tâm, được tự tại trong phiền não, được tự tại trong thọ sanh, được tự tại nơi nghiệp chướng, được tự tại nơi các tam muội, được tự tại nơi những đồ trang nghiêm, được tự tại nơi thọ mạng, nhẫn đến được tự tại nơi tất cả Phật pháp. Lại có 10.000 quá lạc thiên vương ở trong hư không trỗi thiên nhạc cung kính cúng dường nói rằng: Này thiện nam tử, lúc Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, ánh sáng của lửa này chiếu đến cung điện, đồ trang nghiêm và thể nữ của chúng tôi,
làm cho chúng tôi chẳng thọ dục lạc, chẳng cầu dục lạc, thân tâm nhu nhuyến. Chúng tôi liền cùng quyến thuộc đến chỗ của Bà La Môn này. Đức Thánh này vì chúng tôi mà thuyết pháp, làm cho thân tâm chúng tôi thanh tịnh, tâm được sáng sạch, tâm được thuần thiện, tâm nhu nhuyến, tâm hoan hỷ, dẫn đến làm cho chúng tôi được thân thanh tịnh, thập lực thanh tịnh, sanh vô lượng thân, cho đến được Phật thân, Phật ngữ, Phật thanh, Phật tâm, thành tựu đầy đủ nhất thiết chủng trí. Lại có 10.000 đâu suất thiên vương, thiên tử, thiên nữ và quyến thuộc ở trên hư không, dưới những diệu hương cung kính đảnh lễ, nói rằng: Này thiện nam tử, lúc Bà La Môn này dùng năm thế lửa đốt thân, làm cho chư thiên chúng tôi và quyến thuộc không còn mến luyến cung điện của mình, đồng đến chỗ này nghe Đức Thánh đây thuyết pháp, có thể làm cho chúng tôi chẳng tham cảnh giới thiểu dục, tri túc, tâm sanh hoan hỷ, tâm được sung mãn, phát sanh thiện căn, phát bồ đề tâm, nhẫn đến viên mãn tất cả Phật pháp. Lại có 10.000 đao lợi chư thiên và quyến thuộc thiên tử, thiên nữ ở trên hư không, rải qua thiên mạng Đà La, cung kính cúng dường, nói rằng: Này thiện nam tử, lúc Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, làm cho chư thiên chúng tôi chẳng mến luyến thiên âm nhạc, đồng đến chỗ này. Đức Thánh đây vì chúng tôi mà nói những pháp vô thường hư tan, làm cho chúng tôi bỏ rời những dục lạc, dứt trừ kiêu mạn phóng dật, thích vô thượng bồ đề. Lại này thiện nam tử, lúc chúng tôi thấy Đức Thánh đây thời đảnh núi Tu Di chấn động sáu cách, chúng tôi kinh sợ, đồng phát tâm bồ đề kiên cố chẳng động lai. Lại có 10.000 long vương, như là Ina Bạc La Long Vương, Nan Đà Long Vương, Ưu Ba Nan Đà Long Vương, vân vân, ở trên hư không mưa hát chiên đàn vô lượng, long nữ tấu thiên âm nhạc, rải thiên diệu hoa và thiên hương thủy cung kính cúng dường, nói rằng: Này thiện nam tử, lúc Bà La Môn này dùng năm thế lửa đốt thân, ánh sáng của lửa này chiếu khắp tất cả long cung, làm cho long chúng tôi khỏi sợ cát nóng, khỏi sợ kim xí điểu, trừ sân hận, thân mát mẻ, tâm không nhơ, nghe pháp liền tin hiểu, nhàm ghét loài rồng, chí thành sám hối nghiệp chướng, nhẫn đến phát tâm vô thượng bồ đề, an trụ nơi nhất thiết trí. Lại có 10.000 dạ xoa vương ở trên hư không cung kính cúng dường Bà La Môn này và thiện tài đồng tử mà nói rằng: Này thiện nam tử, lúc Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, chúng tôi cùng quyến thuộc đều phát tâm từ mẫn đối với chúng sanh, tất cả la sát, cư bàn trà, dân dân cũng sanh lòng từ mẫn. Vì có tâm từ mẫn nên không não hại chúng sanh đồng đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi và đại chúng ấy không luyến mến cung điện của mình, đồng nhau đến chỗ này. Đức Thánh đây liền theo sở nghi mà thuyết pháp, làm cho chúng tôi thâm tâm đều được an lạc, lại làm cho vô lượng dạ xoa, la sát, cư bàn trà, dân dân phát tâm vô thượng bồ đề. Lại có 10.000 càn tháp bà vương ở trên hư không mà nói rằng: Này thiện nam tử, lúc Bà La Môn đây dùng năm thứ lửa đốt thân, ánh sáng của lửa này chiếu cung điện của chúng tôi, làm cho chúng tôi thọ bất tư nghị vô lượng khoái lạc. Vì thế chúng tôi đến chỗ này. Đức Thánh đây vì chúng tôi mà thuyết pháp, làm cho chúng tôi được chẳng thối chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có 10.000 Atula Vương ra khỏi đại hải ở giữa hư không, duỗi đầu gối hữu chắp tay làm lễ mà nói rằng: Này thiện nam tử, lúc Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thời cung điện của chúng tôi và đại hải, đại địa đều chấn động, làm cho chúng tôi bỏ kiêu mạn phóng dật. Do đó chúng tôi đến chỗ này nghe pháp, rời bỏ xiểm cuốn, an trụ nhẫn địa kiên cố bất động, viên mãn thập lực. Lại có 10.000 Kalaula Vương, dũng lực trì dương làm thượng thủ, đồng quá làm thân ngoại đạo đồng tử ở trên không xướng rằng: Này thiện nam tử, lúc Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, ánh sáng của lửa chiếu cung điện chúng tôi, tất cả đều chấn động, thảy đều kinh sợ. Do đó chúng tôi đồng đến chỗ này. Đức Thánh đây tùy nghi mà thuyết pháp cho chúng tôi, khiến chúng tôi tu tập đại từ, khen ngợi đại bi, qua khỏi biển sanh tử, ở trong sình lầy ái dục mà cứu vớt chúng sanh, khen bồ đề tâm, khởi trí phương tiện, tùy sở nghi điều phục chúng sanh. Lại có 10.000 Khẩn Na La Vương ở trong hư không xướng rằng: Này thiện nam tử,
lúc Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thời cung điện của chúng tôi ở, cùng những cây đa la, cây âm nhạc, cây diệu bửu, những lưới bửu linh, những dây lụa báo và những nhạc khí tự nhiên vang ra tiếng Phật, tiếng Pháp và tiếng Bất Thối Chuyển Bồ Tát Tăng, tiếng nguyện cầu vô thượng Bồ Đề, nói rằng phương đó, nước đó, có Bồ Tát đó phát Bồ Đề tâm. Phương đó, nước đó, có Bồ Tát tu hành khổ hạnh, khó xả mà xả được, nhận đến thanh tịnh hạnh nhất thiết trí. Phương đó, nước đó, có Bồ Tát đó qua đạo tràng, nhận đến phương đó, nước đó, có Đức Như Lai đó làm Phật sự xong, liền nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, giả sử có người đem tất cả cỏ cây ở Diêm Phù Đề nghiền nát thành di trần, có thể đếm biết được số di trần này. Còn trong cung điện của chúng tôi, những cây đa la nhẫn đến nhạc khí nói Bồ Tát danh, Như Lai danh, phát đại nguyện chỗ tu hành, vân vân, không ai biết được ngàn mé. Này thiện nam tử, vì chúng tôi được nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Bồ Tát Tăng nên rất hoan hỷ, cùng nhau đến chỗ này. Đức Thánh này liền vì chúng tôi mà thuyết Pháp, làm cho chúng tôi và vô lượng chúng sanh được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có vô lượng chư thiên dục giới ở trên hư không, dùng đồ cúng di diệu cung kính cúng dường, xướng rằng: Này thiện nam tử, lúc Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, ánh sáng của lửa này chiếu sáng tất cả địa ngục A Tỳ, những kẻ chịu khổ đều làm cho thôi dứt. Chúng tôi thấy ánh sáng lửa này liền sanh lòng tịnh tín, do lòng tin nên thân địa ngục chết được sanh lên cõi trời. Nhớ ơn nên chúng tôi đến đây cung kính chiêm ngưỡng Đức Thánh này, lòng không nhàm đủ. Đức Thánh đây vì chúng tôi mà thuyết Pháp, làm cho vô lượng chúng sanh phát Bồ Đề tâm. Lúc đó thiện tài đồng tử nghe Pháp như vậy, lòng rất hoan hỷ, xem Bà La Môn Thắng Nhiệt là bậc chân thiệt tri thức, cúi đầu kính lễ xướng rằng: Tôi sanh lòng bất thiện đối với Đức Thánh Thiện Tri Thức, ngưỡng mong Đức Thánh cho tôi sám hối. Thắng Nhiệt Bà La Môn vì thiện tài mà nói kệ rằng: Nếu có chư Bồ Tát thuận theo thiện tri thức, tất cả không nghi sợ, an trụ tâm chẳng động, nên biết người như vậy tất được lợi quảng đại, ngồi dưới cây Bồ Đề thành bậc vô thượng giác. Bây giờ thiện tài đồng tử liền leo lên núi đao, tự nhảy vào đống lửa. Khi rơi xuống giữa chừng, thiện tài liền chứng được Bồ Tát Thiện Trụ Tam Muội. Vừa chạm ngọn lửa, thiện tài lại chứng được Bồ Tát Tịch Tịnh Lạc Thần Thông Tam Muội. Thiện tài thưa: Bạch Đức Thánh, núi đao và đống lửa này thân tôi vừa chạm đến thời được an ổn khoái lạc. Thắng Nhiệt Bà La Môn nói: Này thiện nam tử, ta chỉ được môn Bồ Tát vô tận luân giải thoát, còn như ngọn lửa đại công đức của chư đại Bồ Tát có thể đốt cháy kiến hoặc của tất cả chúng sanh không để thừa, tất được bất thối chuyển, tâm vô cùng tận, tâm không giải đại, tâm không khiếp nhượng, phát tâm kiên cố như kim can tạng, tâm chóng tu các công hạnh không trì quẩn, nguyện như phong luân trì khắp tất cả đại thể tinh tấn đều không thối chuyển. Ta thế nào biết hết được, nói hết được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có một thành tên là Sư Tử Phấn Tấn. Trong thành ấy có một đồng nữ tên là Từ Hạnh. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ chân Thắng Nhiệt Bà La Môn, hữu nhiễu vô lượng dòng từ tạ mà đi. Thiện tài đối với thiện tri thức sanh lòng rất tôn trọng, sanh trí hiểu quảng đại thanh tịnh, thường nhớ đại thừa chuyên cầu Phật trí, nguyện thấy chư Phật, quán pháp cảnh giới, trí vô ngại thường hiện tiền, quyết định biết rõ thiệt tế của các pháp, thường trụ tế, tất cả tam thế những sát na tế, như hư không tế, vô nhị tế, tất cả pháp vô phân biệt tế, tất cả nghĩa vô chướng ngại tế, tất cả kiếp vô thất hoại tế, tất cả Như Lai vô tế chi tế, với tất cả Phật tâm vô phân biệt, phá những lý tưởng, lìa những chấp trước, chẳng lấy chúng hội đạo tràng của chư Phật, cũng chẳng lấy cõi nước thanh tịnh của chư Phật, biết các chúng sanh đều không có ngã, biết tất cả tiếng thải đều như gian, biết tất cả sắc thải đều như bóng. Thiện tài đi lần về phương Nam đến thành Sư Tử Phấn Tấn tìm Từ Hạnh đồng nữ.
Nghe nói đồng nữ là con gái của vua Sư Tử Tràng, 500 đồng nữ hầu hạ ở điện Tỳ Lô Giá Na Tạng, ngồi trên tòa Long Thắng Chiên Đàn Túc Kim Tiền Võng Thiên Y mà thuyết diệu pháp. Thiện tài đến cửa Dương Cung, thấy vô lượng đại chúng đi vào cung, bèn hỏi: "Các ngài hôm nay vào Dương Cung có việc gì thế?" Đại chúng đáp: "Chúng tôi muốn đến nghe Từ Hạnh đồng nữ thuyết diệu pháp." Nghe xong, thiện tài cũng đi vào Dương Cung, thấy điện Tỳ Lô Giá Na Tạng, đất bằng pha lê, cột bằng lưu ly, vách bằng kim can, tường rào bằng vàng diêm phù đàn, 10,000 ánh sáng làm cửa nẻo, trang nghiêm với vô số báu mani. Gương Bửu Tạng mani trang nghiêm giáp vòng, dùng mani bửu tối thượng ở thế gian để trang sức, vô số lưới báu giăng che phía trên, 10,000 linh vàng giang tiếng di diệu. Từ Hạnh đồng nữ da màu huỳnh kim, mắt tím biếc, tóc xanh biếc, dùng phạm âm thanh để thuyết pháp. Thiện tài đồng tử thấy xong, đảnh lễ chân Từ Hạnh đồng nữ hữu nhiễu vô số vòng, chắp tay cung kính thưa rằng: "Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin vì tôi mà giảng giải." Đồng nữ bảo thiện tài rằng: "Này thiện nam tử, người nên quán sát cung điện trang nghiêm của ta đây." Thiện tài dâng lời đảnh lễ, quán sát khắp cung điện, thấy trong mỗi vách, mỗi cột, mỗi gương, mỗi tướng, mỗi hình, mỗi mani bửu, mỗi đồ trang nghiêm, mỗi linh, mỗi cây báo, mỗi hình tượng báo, mỗi bửu anh lạc đều hiện pháp giới tất cả Như Lai, từ sơ phát tâm tu hạnh Bồ Tát, thành mãn đại nguyện, đầy đủ công đức, thành đẳng chánh giác, chuyển diệu pháp luân, nhẫn đến thị hiện nhập niết bàn. Tất cả ảnh tượng như vậy đều hiện rõ cả, như trong nước thanh tịnh đứng lặng, thấy khắp hư không nhật nguyệt tinh tú. Đây là do sức thiện căn trong đời quá khứ của Từ Hạnh đồng nữ. Thiện tài ghi nhớ những tướng chư Phật đã được thấy, đứng chắp tay chiêm ngưỡng đồng nữ. Đồng nữ bảo thiện tài rằng: "Này thiện nam tử, đây là môn Bát Nhã Ba La Mật Phổ Trang Nghiêm. Ta ở chỗ 36 hàng hà sa chư Phật cầu được pháp này. Chư Phật Như Lai đều dùng môn khác nhau làm cho ta nhập môn Bát Nhã Ba La Mật Phổ Trang Nghiêm này. Pháp của một Đức Phật diễn nói, chư Phật khác chẳng nói lặp lại." Thiện tài thưa: "Bạch Đức Thánh, cảnh giới của môn Bát Nhã Ba La Mật Phổ Trang Nghiêm này như thế nào?" Từ Hạnh nói: "Này thiện nam tử, ta nhập môn Bát Nhã Ba La Mật Phổ Trang Nghiêm này, tùy thuận xu hướng tư duy quán sát ghi nhớ phân biệt, liền được phổ môn Đà La Ni. 10,000 vô số môn Đà La Ni đều hiện tiền, như là môn Phật Sát Đà La Ni, môn Phật Đà La Ni, môn Pháp Đà La Ni, môn Chúng Sanh Đà La Ni, môn Quá Khứ Đà La Ni, môn Vị Lai Đà La Ni, môn Hiện Tại Đà La Ni, môn Thường Trụ Tế Đà La Ni, môn Phước Đức Đà La Ni, môn Phước Đức Trợ Đạo Cụ Đà La Ni, môn Trí Huệ Đà La Ni, môn Trí Huệ Trợ Đạo Cụ Đà La Ni, môn Chư Nguyện Đà La Ni, môn Phân Biệt Chư Nguyện Đà La Ni, môn Tập Chư Hạnh Đà La Ni, môn Thanh Tịnh Hạnh Đà La Ni, môn Viên Mãn Hạnh Đà La Ni, môn Nghiệp Đà La Ni, môn Nghiệp Bất Thất Hoại Đà La Ni, môn Nghiệp Lưu Chú Đà La Ni, môn Nghiệp Sở Tác Đà La Ni, môn Xả Ly Ác Nghiệp Đà La Ni, môn Tu Tập Chánh Nghiệp Đà La Ni, môn Nghiệp Tự Tại Đà La Ni, môn Thiện Hạnh Đà La Ni, môn Tam Muội Đà La Ni, môn Tùy Thuận Tam Muội Đà La Ni, môn Quán Sát Tam Muội Đà La Ni, môn Tam Muội Cảnh Giới Đà La Ni, môn Tùng Tam Muội Khởi Đà La Ni, môn Thần Thông Đà La Ni, môn Tâm Hải Đà La Ni, môn Chủng Chủng Tâm Đà La Ni, môn Trực Tâm Đà La Ni, môn Chiếu Tâm Trụ Lâm Đà La Ni, môn Điều Tâm Thanh Tịnh Đà La Ni, môn Đà La Ni Biết Chúng Sanh Từ Đâu Sanh, môn Đà La Ni Biết Chúng Sanh Phiền Não Hiện Hành, môn Đà La Ni Biết Chúng Sanh Tập Khí, môn Đà La Ni Biết Phiền Não Phương Tiện, môn Đà La Ni Biết Chúng Sanh Giải,
Môn Đà La Ni biết chúng sanh hạnh. Môn Đà La Ni biết chúng sanh hạnh chẳng đồng. Môn Đà La Ni biết chúng sanh tánh. Môn Đà La Ni biết chúng sanh dục. Môn Đà La Ni biết chúng sanh tưởng. Môn Đà La Ni thấy khắp mười phương. Môn Thuyết Pháp Đà La Ni. Môn Đại Bi Đà La Ni. Môn Đại Từ Đà La Ni. Môn Tịch Tịnh Đà La Ni. Môn Ngôn Ngữ Đạo Đà La Ni. Môn Phương Tiện Phi Phương Tiện Đà La Ni. Môn Tùy Thuận Đà La Ni. Môn Sai Biệt Đà La Ni. Môn Phổ Nhập Đà La Ni. Môn Vô Ngại Tế Đà La Ni. Môn Phổ Biến Đà La Ni. Môn Phật Pháp Đà La Ni. Môn Bồ Tát Pháp Đà La Ni. Môn Thanh Văn Pháp Đà La Ni. Môn Độc Giác Pháp Đà La Ni. Môn Thế Gian Pháp Đà La Ni. Môn Thế Giới Thành Đà La Ni. Môn Thế Giới Hoại Đà La Ni. Môn Thế Giới Trụ Đà La Ni. Môn Tịnh Thế Giới Đà La Ni. Môn Cấu Thế Giới Đà La Ni. Môn Đà La Ni nơi cấu thế giới hiện tịnh. Môn Đà La Ni nơi tịnh thế giới hiện tịnh. Môn Thuần Cấu Thế Giới Đà La Ni. Môn Thuần Tịnh Thế Giới Đà La Ni. Môn Bất Bình Thản Thế Giới Đà La Ni. Môn Bình Thản Thế Giới Đà La Ni. Môn Phúc Thế Giới Đà La Ni. Môn Nhân Đà La Võng Thế Giới Đà La Ni. Môn Thế Giới Chuyển Đà La Ni. Môn Đà La Ni biết nương nơi tưởng mà an trụ. Môn Đà La Ni tế vào thô. Môn Đà La Ni thô vào tế. Môn Thấy Chư Phật Đà La Ni. Môn Phân Biệt Thân Phật Đà La Ni. Môn Phật Quang Minh Trang Nghiêm Võng Đà La Ni. Môn Phật Viên Mãn Âm Đà La Ni. Môn Phật Pháp Luân Đà La Ni. Môn Thành Tựu Phật Pháp Luân Đà La Ni. Môn Sai Biệt Phật Pháp Luân Đà La Ni. Môn Vô Sai Biệt Phật Pháp Luân Đà La Ni. Môn Giải Thích Phật Luân Đà La Ni. Môn Chuyển Phật Pháp Luân Đà La Ni. Môn Năng Tác Phật Sự Đà La Ni. Môn Phân Biệt Phật Chúng Hội Đà La Ni. Môn Nhập Phật Chúng Hội Hải Đà La Ni. Môn Phổ Chiếu Phật Lực Đà La Ni. Môn Chư Phật Tam Muội Đà La Ni. Môn Chư Phật Tam Muội Tự Tại Dụng Đà La Ni. Môn Chư Phật Sở Trụ Đà La Ni. Môn Chư Phật Sở Trì Đà La Ni. Môn Chư Phật Biến Hóa Đà La Ni. Môn Chư Phật Tri Chúng Sanh Tâm Hành Đà La Ni. Môn Chư Phật Thần Thông Biến Hiện Đà La Ni. Môn Đà La Ni ở đâu xuất thiên cung nhẫn đến nhập niết bàn. Môn Đà La Ni lợi ích vô lượng chúng sanh. Môn Đà La Ni nhập pháp thầm thâm. Môn Đà La Ni nhập pháp di diệu. Môn Bồ Đề Tâm Đà La Ni. Môn Khởi Bồ Đề Tâm Đà La Ni. Môn Trợ Bồ Đề Tâm Đà La Ni. Môn Chư Nguyện Đà La Ni. Môn Chư Hạnh Đà La Ni. Môn Thần Thông Đà La Ni. Môn Xuất Ly Đà La Ni. Môn Tổng Trì Thanh Tịnh Đà La Ni. Môn Trí Luân Thanh Tịnh Đà La Ni. Môn Trí Huệ Thanh Tịnh Đà La Ni. Môn Bồ Đề Vô Lượng Đà La Ni. Môn Tự Tâm Thanh Tịnh Đà La Ni.